Xin chào cả nhà đến với kênh công ty nhập khẩu Hồng Nhung. Và bây giờ mình sẽ review cái cây Kawai K50 đến từ Nhật Bản. Đây, con này hôm nay giá chỉ với 21 triệu 88 phím. Đây, 88 phím, âm thanh rất là hay. Đây là hãng Kawai của Nhật Bản nhé, do công ty của chúng tôi nhập khẩu trực tiếp và giá rất là tốt, chỉ 21 triệu bảo hành 10 năm tặng ghế tăng đưa miễn phí ship tại nhà, bảo 10 năm đầy đủ luôn. Bây giờ mình sẽ demo và quay cái máy móc cho người ta xem trực tiếp luôn. Đó, cái máy móc đó đầy đủ hết, mình miễn phí vận chuyển tại thành phố Biên Hòa nhé. Địa chỉ của mình là ở số 98 đường Đồng Khởi, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa. Bây giờ mình sẽ demo qua cây này 88 phím nha, giá chỉ 21 triệu thôi, rất là hay luôn. Giới thiệu rất là chân thật với cả nhà. Ở dưới mình sẽ có để số điện thoại, các bạn muốn tư vấn trực tiếp như thế nào đó cứ alo cho mình tại số 98 đường Đồng Khởi, phường Trảng Dài. Và mình sẽ có chi nhánh tại 201 Nguyễn Văn Công, thành phố Hồ Chí Minh, và chi nhánh tại 486 Thủ Đức, quốc lộ 13. Xin chào cả nhà nhé.